Đó, con đi sang bên phải. Không sao, chỗ này ướt nhưng không sao, mình đi được. Ướt nhưng nó không bẩn, ướt nhưng không có cát. Đúng rồi, nhưng mà nó không có cát con. Ok, si chi vơ. Ok, rồi con đi lên núi kia. Con có nhìn thấy bàn ping pong đâu hả? Đâu không biết bàn nào bàn ping pong. Đi lên bậc ấy, phải lên bậc đã thấy rồi mới nhìn thấy. Đấy, mấy cái bàn này là bàn ping pong nè. À đúng rồi, mẹ nhầm, mẹ nhầm. C'est ça, c'est les bières. Les bières ou bières. Oui, ça c'est pour les bières. Ouais. Cháu, cháu vỡ hết con. Rồi đi về phòng với ba hả con? Cẩn thận ông vỡ cái chai. Có thích thì con leo lên. Ok, đi về phòng với ba ha. À, sao mẹ không biết, cái đấy mẹ không biết. Đi về phòng với ba ha con. Đấy là túi cát để giữ cho khỏi bay. Đúng rồi, đấy là túi cát. Đi về phòng với ba không con? Đi vậy con? Làm sao? Lấy cây u ấy. Người ta để đấy để làm cái gì ấy mẹ cũng không biết, nhưng mà không, mình không đụng vào. Mình đi về nhà với ba. À đây là con khủng long của con à? Khủng long dinosaur à? Ha ha ha.